Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Tiệm máy Tư Hòa Hảo Tân Hưng Long An cảm ơn quán chị em rất là nhiều quán chị em. Thời gian qua quán chị em luôn theo dõi kênh máy của em nha. Thì hôm nay em quay cho quán chị em tham khảo cái động cơ em này là Yanma 3T72 nha. 19.5 PS, dòng tua 3075. Số máy là 73078. Hôm nay mấy con 72 này mình không có hàng quán chị em ơi. Hôm nay về con quá đẹp. Con này xuất sắc các bác anh em. Màu đẹp ghê không? Mới tinh. Mấy ốc chưa xét luôn. Mấy con bộ lon bao mới về xuống màu hơi quá anh em ha. Xanh lè. Con này cũng có dòng 18 ngựa, có dòng 19 ngựa rưỡi, con này ngựa cao anh em. Rất đã quá anh em ha. Kỳ luôn nha. Này mới vừa xin xong buổi sáng. Quay cho quán chị em tham khảo về. Quán chị em nào có nhu cầu mua thì ủng hộ giùm em nha. Con này chạy rất là đã quá nha. Đây không? Em nào không gài điện hỏi em 72 đó mà em hết hàng á, hôm nay em quay cho quán chị em về, quay cho quán chị em xem nha. Con 72 AT72, con này 19 người gửi, mình rất là cao ha. Con này có bị mũi sơn chỗ này chút xíu ấy, con mũi sơn chỗ này chút xíu à, còn tất cả còn rất là êm ha, rất là đẹp. Tinh luôn. Mấy cái máy 3T72 này quá nha. Thì nói chung là thị trường rất là nhiều quá nha em. Nhưng mấy con xuất sắc gì cũng không có nhiều quá nha em. May mắn em mua được con này rất là đẹp nha. Rồi, xin cảm ơn quá chị em rất là nhiều nha. Nếu quá chị em xem kênh video của em mà kênh YouTube của em mà thấy em bán máy chất lượng á, quán chị em đăng ký kênh ủng hộ giúp em nhé. Để khi nào em có mấy cái máy đẹp như nè, em đăng lên quán chị em tham khảo. Nếu quán chị em quan tâm, xem muốn mua đó, thì xem video kỹ giúp em nhé. Còn nếu mà quán chị em xem cho vui thì lướt qua cũng được, em cũng rất là mang ơn. Thì quán chị em ơi, con máy này giá mười mấy triệu quá chị em. Máy này giá mười mấy triệu à, rất là rẻ hả quán chị em ha. Thì khi báo giá của quán chị em sẽ đã bao gồm phí vận chuyển của quán chị em. Nếu quán chị em tự vận chuyển thì giá nó sẽ rẻ hơn nha. Rồi, em xin chào. Chúc quán chị em nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn quán chị em rất là nhiều đã xem video của em cũng như là mua máy ủng hộ bên em nha. Xin chào, hẹn gặp lại quán chị em video tiếp theo.